các bạn đã quay trở lại kênh youtube lý việt game của mình thì hôm nay tỷ phú Elon Musk đã chính thức mua Twitter các bạn à, chúng ta hãy xem và viết này nhé tỷ phú Elon Musk mua được Twitter giá 44 tỷ USD tuổi trẻ online Ngày 25 tháng 4, công ty Twitter không báo hội đồng quản trị của Twitter đã chấp nhận lời đề nghị từ tỷ phú Elon Musk để mua lại mạng xã hội này và chuyển nó thành công ty tư nhân. Đây là ảnh của router nha. Theo hãng tin router, tỷ phú Elon Musk sẽ trả 54,20 USD cho mỗi cổ phiếu của Twitter. Đúng theo đề nghị ban đầu của ông, giá trị vụ chuyển nhượng là 44 tỷ USD. Hai bên đã gặp nhau vào ngày 24 tháng 4 sau khi phía Twitter xem lại lời đề nghị mua công ty của ông Musk. Phía ông Musk cũng đảm bảo mình có đủ tiền để hoàn thành hợp đồng. Ban đầu Twitter không muốn bán công ty và đưa ra một biện pháp liều thuốc độc để ngăn chặn việc mua lại công ty của Musk. Theo Reuters, sau thương vụ trong ngày 25 tháng 4, giám đốc điều hành Twitter Parkras Agrawa nói với các nhân viên rằng tương lai của công ty giờ đây không chắc chắn. Ông Elon Musk, chủ mới của Twitter, dự kiến sẽ có cuộc gặp để giải đáp thắc mắc của các nhân viên tại Twitter trong vài trong vài ngày tới. Twitter cho biết thương vụ sẽ kết thúc vào cuối năm 2022 trong lúc chờ các phê duyệt theo thủ tục quy định khác. Trong quá trình chuyển giao, cổ phiếu của Twitter có sẽ bị hủy niêm yết và chuyển sang mô hình sở hữu tư nhân. Ông Musk cho biết việc này sẽ cho ông toàn quyền đưa ra các thay đổi mình muốn với công ty. Cách đây hơn 2 tuần, tỷ phú Musk đề nghị mua lại Twitter và cho rằng mình muốn mở khóa tiềm năng khổng lồ của Twitter. Ông Musk khẳng định mình muốn làm cho Twitter tốt hơn bao giờ hết bằng cách đưa các tính năng mới biến các thuật toán thành mã nguồn mở để tăng độ tin cậy, giảm bớt các hạn chế về nội dung như cho phép đăng các bài dài, thêm chức năng sửa bài sau khi đăng so sau khi đã đăng, xóa so các tài khoản ảo, các nội dung spam vân vân. Ông Musk là tỷ phú giàu nhất thế giới theo tạp chí Forbes. Ông có tài sản khoảng 273,6 tỷ USD. Ông là giám đốc điều hành công ty xe điện Tesla và công ty vũ trụ SpaceX. Theo đài BBC. Cổ phiếu ngày 25 tháng 4 của Twitter đóng với mức tăng 5% nhưng vẫn thấp hơn giá 54,2 USD, một cổ phiếu mà ông Musk chào mua. Tỷ phú này cho biết ông không quan tâm đến khía cạnh kinh tế của thương vụ. Công ty Twitter thành lập năm 2004 và có 217 triệu người dùng hàng ngày trên toàn cầu. Khủng khiếp cho các bạn. Đó, rồi à, cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại lần sau